Hello, Mười Khó xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì hiện tại thì Mười Khó đang có mặt tại quán bánh xèo Ba Em Bé Mồ Côi Cha ở trên đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Và hiện tại thì quán bánh xèo cũng rất là đông khách đến ủng hộ các bà cháu nè mọi người. Đây, tại khách đông quá nên hiện tại thì bà nội ra tay, còn mấy cháu chỉ đứng phụ giúp ông bà thôi mọi người. Ở đây thì các bà cháu chỉ đúc một loại thôi, đó là đúc bánh xèo miền Tây. Mọi người thấy cái bánh xèo nó bự không? Nó bự mà đúc cùng, mình thấy đúc cùng chất lượng lắm mọi người. Thì đúc như vậy thì chỉ có 30.000 một cái thôi, mà rau thì quá trời rau luôn, ăn rau thoải mái nha mọi người. Như hai người mà ăn tối mà tới đây kêu ba cái là ăn no không hết luôn á. Đây, ở phía trong các bạn đó là bé đầu, và đây là cu thứ hai, cu giữa. Đó, còn bé Út là đứng phía trong kia. Ba bé một côi là chỉ một cô cha thôi mọi người. Cha thì mất, còn mẹ thì đi bất nữa rồi. Chị nấu đồ hai cái nè. Ba cái đó xong rồi đến chị đó. Mẹ thì đi bất nữa và không còn quay về chăm lo cho các cháu nữa. Đây, các cháu bây giờ thì ở với bà nội, với ông nội. Đây, bà nội đang đổ bánh xèo đây. Trước kia thì bà nội có tâm sự là mỗi ngày chỉ bán được mười mấy 20 cái thôi. Nhưng mà sau khi clip quay về các cháu được đăng tải thì lượng khách đến ủng hộ các bà cháu cũng rất là đông. Đây, trước mặt các bạn đây là bà nội đây. Bà nội đang ấp cái bánh xèo nè. Đông quá khách. Mấy chú ở xa tới ủng hộ nè. Ở gần đây không anh? Mối mà ăn gần đây mà. Mối đây ăn lâu rồi hả? Rồi, tầng nào cũng ăn. Giới thiệu thêm bạn bè. Mỗi bà chủ biết gì. Đây, đây, mấy anh đây từ nơi xa đến ủng hộ nè. Có chị gái nữa nè. Ở phía trong thì cũng có khá là đông các anh chị, cô chú bác từ các nơi cũng đến ủng hộ các bà cháu nè các bạn. Đây, hầu như là ngồi kín bàn luôn nha. Xe là để ở phía trong. Ủa, ăn nè, để biết hoàn cảnh của mấy bé không anh? Biết chứ. Biết luôn hả? Biết chứ, ngày nào cũng ghé đây, từng ghé hai bữa rồi. Ghé ủng hộ đúng không? Dạ. Ghé thì mẹ, có thì mẹ đưa ghé bánh. Đúng rồi, thôi tiền hơn rồi, đưa nào rồi. Chưa có bánh. Cái chú hai bánh lượng có cái đi không đi đi không được.
bà nội đổ liên tục luôn mọi người. Còn bé gái là đang đang xếp đĩa để chuẩn bị đem bánh vào cho khách nè. Đông quá, mấy bà cháu làm không kịp luôn mọi người, không kịp để giao cho khách luôn á. Lâm lẹ cho anh ta một cái luôn chị ơi. Bé gái ra biểu khách biểu anh trai chờ một xíu nè các bạn, chứ bánh là đút không hết luôn, bánh đút không kịp để bán nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi hư cái sữa đựng cái bãi á. Tôi bán rồi cho nên là đó là nhiêu không biết, nó chưa bán chị để sợ.